Thiên Kim, em đứng lại đó. Em có nghe không? Em đứng lại. Thiên Kim. Thiên Kim. Đau. Đau. Tại sao em lại làm như vậy? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tôi muốn tạo cho anh cơ hội. Cơ hội? Em tạo cho anh cơ hội sao? Em không đi. Tại sao em còn gạt anh? Anh không ngờ em lại đối xử với anh như vậy. Thì tôi thật lòng xin lỗi anh. Thật ra lúc đầu tôi cũng định nói rõ với anh là tôi muốn hủy chuyến đi. Nhưng mà nếu tôi nói vậy thì anh cũng sẽ không đi. Cho nên... Nhưng mà tại sao em lại thay đổi vào giờ cuối? Không phải anh và em chuẩn bị đâu vào đó cho chuyến đi này rồi sao? Em có việc gì quan trọng mà quỷ vào giờ cuối? Là vì sự trở về của Đan Duy có đúng không? Anh ta trở về cho nên em mới xem anh như một trò đùa có đúng vậy không? Không phải. Tôi không hề coi anh như trò đùa. Tôi thật tình, tôi chỉ muốn anh có một kỳ nghỉ vui vẻ thôi. Kỳ nghỉ vui vẻ? Anh có thể vui vẻ được sao? Khi mà em cho anh leo cái kiểu đó, anh thực sự bẻ bàn, thực sự đau lòng lắm, em có biết không hả Thiên Kim? Bây giờ tôi có nói gì thì cũng vô dụng. Thôi thì tôi chỉ biết xin lỗi anh thôi. Thiên Kim, em nói thật lòng cho anh biết có được không? Được, tôi xin hứa là sẽ nói thật lòng. Nếu như Đăng Duy không trở về, có phải tình cảm của chúng ta sẽ tiến triển tốt đẹp có đúng vậy không? Phải. Tôi từng nghĩ tới chuyện đón nhận tình yêu của anh và sống một cuộc sống bình yên. Vì người tôi yêu không còn nữa thì có sống với ai cũng là cho có với người ta. Vậy thì sống với người sẵn sàng hy sinh cho mình không phải tốt hơn hay sao hả? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao nó trở về? Tại sao hả? Tại sao lại như vậy? Nè, anh bị điên rồi hả? Anh đang vui quay về, anh không vui sao? Vui hả? Làm sao anh có thể vui được khi sự trở lại của nó khiến trái tim anh tan nát. Em nói đi, tại sao anh phải vui? Tại sao anh phải vui gì đó chứ? Nè, tóm lại, tôi thật lòng xin lỗi anh. Nhưng tôi không muốn ở đây nói chuyện với anh nữa. Tôi không muốn câu chuyện đi quá xa, vậy thôi. Thiên Kim à? Thiên Kim! Thiên Kim! Thằng khốn! Thằng khốn! Tại sao mày không chết luôn đi? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tuấn Kiệt à, ông có điều gì bất mãn với tôi sao? Nếu có chuyện gì, ông cứ nói hết ra đi, giải tỏa một lần cho xong. Đừng có mang nặng trong lòng nữa, để lập mưu tính kế hãm hại tôi như vậy. Anh nói sao? Bằng chứng đâu mà anh quả quyết như vậy? Tất nhiên là tôi không có đủ bằng chứng, nhưng tôi có thể cảm nhận được ông đã thay đổi rồi. Ông nói đi, tại sao lại như vậy chứ? Tôi chỉ là một nhân viên quèn thì làm sao mà bất mãn với ngài chủ tịch quyền quy như anh chứ? Từ bao giờ tình bạn của tụi mình thành ra như vậy? Từ bao giờ giữa tụi mình lại có khoảng cách như vậy? Ông không nhớ, tụi mình đã chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Giữa tụi mình có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ? Vì Thiên Kim sao? Đúng. Tại sao anh không sa thải Thiên Kim? Anh biết cổ đặt tình cảm vào anh mà. Sao anh cứ để cổ quẩn quanh bên cạnh anh, khiến cho cổ không ngừng nuôi hy vọng? Tôi không thể vô lý sa thải một nhân viên có năng lực, không sai phạm điều gì hết. Còn về mặt tình cảm, tôi không hề tạo cho Thiên Kim bất cứ một hy vọng nào. Tôi và Thanh Vân sắp cưới nhau,
Điều đó ai cũng biết hết. Tôi càng không có quyền cấm Thiên Kim dành tình cảm cho tôi. Và trên hết, đó là lời dặn dò của ba tôi, không được xử tệ với ông và Thiên Kim dù trong bất cứ một tình huống nào. Tôi nghe điều đó như là mèo khóc chuột. Lý lẽ luôn thuộc về kẻ mạnh. Ông không được xúc phạm tới ba tôi như vậy. Vậy người khác xúc phạm đến ba mẹ tôi thì sao? Dù thế nào thì chuyện của ba mẹ tụi mình cũng đã là quá khứ rồi. Tôi đã nghĩ tới việc khi mà Phát đã đứng vững trở lại, tôi sẽ cùng với ông và Thiên Kim quản lý công ty, giống như ngày xưa ba gia đình mình đã cùng nhau gây dựng nên Phát Đạt. Đó mới là vấn đề lớn. Còn những chuyện đụng chạm trong đời sống là chuyện nhỏ. Tôi đã phải chịu đựng và sẽ tiếp tục chịu đựng. Anh nghĩ tụi tôi là những đứa con nít có thể đem kẹo ra dỗ ngọt hay sao? Ông là người biết suy nghĩ, cho nên ông phải nghĩ thấu đáo mọi chuyện đi. Tôi không muốn tình bạn của tụi mình lại mất đi một cách vô lý như vậy. Còn về chuyện của Thiên Kim, tôi chân thành khuyên ông nên buông bỏ đi. Trong lòng Thiên Kim đã không có ông, dù ông có làm gì đi nữa thì cũng vô ích thôi. Đừng cố chạy đuổi theo những thứ không thuộc về mình như vậy. Nếu không có sự xuất hiện của anh thì Thiên Kim đã thuộc về tôi rồi. Sao ông lại có thể mê muội không nhìn ra vấn đề nằm ở đâu vậy hả Tuấn Kiệt? Phải, tôi là một kẻ mê muội. Chính vì sự mê muội mà bao nhiêu năm qua tôi xem anh như là người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi đã tỉnh rồi. Tình bạn đó, những quá khứ tốt đẹp đó, xin lỗi, tôi không thể tiếp tục duy trì. Còn nữa, anh đã có tất cả, tình cảm, sự nghiệp, mọi thứ đều nghiêng về anh. Nhưng anh đừng tự mãn. Từ bây giờ tôi sẽ tìm cách lấy lại tất cả bằng sự công bằng. Ván cờ hay vẫn chưa chấm dứt đâu. Ông Lộc, chính tôi mới là kẻ thất bại. Tình yêu thì bị phản bội, sự nghiệp thì cũng không phải là của tôi. Ở trên đời này, tôi mới chính là kẻ cô đơn nhất đây.